tôi tưởng tôi cầm cái mic tôi ăn. Happy birthday em Hương, chúc em Hương thêm tuổi mới, thêm nhiều thành công, thêm nhiều hạnh phúc, thêm nhiều con, bởi vì em thích có con nhiều đúng không, nhưng mà hai đứa nữa thôi nha, đừng nhiều quá. À, thêm nhiều cái cơ ngơi đồ sộ nữa. Ok, chúc em nhiều sức khỏe và hạnh phúc. I love you. Tôi đứng giữa hai người này cho tôi thấy tôi cao. I love you. Mà chúc con ngục này sang năm để hai con gái. Ước nguyện của tôi là sang năm phải hai con gái. Đó, đấy là tâm nguyện đó. Tâm nguyện sang năm là mệnh kim là vẫn ok. Là sang năm nếu đẻ đâu, okay. Còn không sang năm nó không đẻ được, triệt sản luôn. Rồi. Chúc em là như ý Hương. Nghe. Đúng rồi. Đó. Bất bất tắt bất điện đi một chút đi cho nó. Rồi. Cho nó ok. Tại nguyện tòa. Tại nguyện nha. Hai đứa con gái nha mọi người. Chúc sao em biết chín nha. Rồi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Rồi 1, 2, 3. 1, 2. Được mà. Ê, đi ra cho các chó này. Bởi vì ấy, cái lịch đi ăn nhậu này là bà lập dựng rồi lúc đấy, từ rất lâu rồi. Và nếu như bà có một cái lòng mong muốn mọi người ơi chuẩn bị đồ sẵn nhé. Nếu ai chơi với bọn này 6 giờ bay 2 giờ nhắn tin. Mọi người mặc đồ trắng nhé để chụp hình cho đẹp. Chị đàn ông thì đúng, chị đàn ông thì đúng. 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 Chị đàn ông thì đúng.
Mỗi ngày 5.000 người xem. Trong mô xỉ luôn. Thế em dùng câu, thế em phải ước. Đặt xỉ, ai bán con tách mà em được thì xem 5.000. Xúi nhục. Tôi xúi nhục. Tôi muốn là 5.000. Tôi xúi nhục. Trong tháng cho lương. Trừ lương. Mỗi ngày 5.000. Thôi rồi. Bây giờ là không nhận những trừ lương này. Hiểu không? Tạo thì cô đơn cho này hành như tâm hù. Thế này có ai có mà. Bà bối. Cứ tao tức quá. Hỏi mấy đứa bảo là chị Hương đem mấy cái rượu trái cây ở đây lâu chưa? Đang cho mở ra đây. À, anh thấy em đúng anh thấy đúng không? Em tự dưng em đúng. Mười tám.
20 tuổi à? Cách đây 40 năm. Tại một công viên, đôi vợ chồng ấy không làm gì cả mà tự nhiên có bầu. 40 năm sau, Hương Hoàng xuất hiện và bèn tổ chức một đêm sinh nhật vô cùng là ấm cúng với một cái nhà hàng vô cùng tân mỹ là sang trọng mà không có một bóng khách nào cả. Chúng tôi không biết thắng đuổi xa để bọn chúng tôi quậy toàn những người nổi tiếng trong giới showbiz. Một nữ nhà nữ tôi bảo đảm những vị là nữ chứ không phải là ô môi nó nổi ầm lên, đó là nữ cư người mẫu chuyên viên bán bún đậu mắm tôm trà. Một nữ kiệt sĩ, một nữ kiệt sĩ mà tao nói cái mặt nó như đưa đám mà thì hoài con này không nguyên một cái đầu tầm sự cái mặt nó ăn xong hỏi nó là mày ăn xong cái mặt mày buồn thế màu ra cái buồn ngủ đấy, đó là kiệt sĩ cát phượng ăn xong ra một đứa học đấy. Chỗ đẹp không ngồi lựa chỗ đối tối ăn xong rồi mình bị mũi nó chết xong rồi bảo ở đây nó nhiều quá. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi vợ chồng không biết đấy được bao nhiêu lâu rồi mà đẻ quá trời đẻ. Thẩm Mỹ Viện Anh Thư đấy. Ủa hồn quá đi à, trời. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu một vị khách chúng tôi không mời mà nó ngừa ngừa chúng tôi chạy lên xe nó chạy theo, đó là con chó trắng. Và cuối cùng một vị khách rất là dễ thương luôn. Hôm nay là ngày mà anh ta đi làm từ việc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng 3 ngày liền, từ Bảo Lộc đi đến Sóc Trăng, từ Sóc Trăng đến Cái Khế, từ Cái Khế cho đến Cần Thơ, và bây giờ là có cả cái đó là nhà báo. Có thể gì không có nghe không? Nhà báo chuyên review thật chẳng bao giờ review giả. 44 năm trong nghề rồi, bao nhiêu tuổi rồi? 42. 42 tuổi thôi, 52 tuổi thôi là năm học đã thức ngược biển báo là như thế. Và bây giờ tôi xin giới thiệu đến một cặp Argo cùng tuyệt vời. Em ấy đã sống rất là lâu rồi, mà đã sống hoài trong lâu rồi. Với giọng ca của ca sĩ Hữu Bình. Ngoài hay quá. Hồi nãy ngoài biết là con có sinh tâm cho ngoại nói sao không? Sao? Mấy em cho anh xin đủ tâm tâm cho bà ngoại. Anh nói thiệt anh đừng có còn lú không ai gì anh còn nguyên anh ra. Cho nên xin đi bác kiếm tâm. Con như mới mở nhà chị em. Vâng vâng vâng. Xin thưa quý vị nói đến anh thì em quên không quảng cáo luôn. Dạ em còn lú không là thật. Nhưng rời thời thôi. Nên em đã trồng nguyên một bộ hàng năng đá của bác sĩ Nghiêm. Tú Nghiêm chuyên trồng năng đá của người nổi tiếng ở đây. Và bây giờ vâng, một bài hát của nhà sĩ với ca khúc Đêm Huyền Diệu. Đêm đi rượu thì đến nhà đi. Ai ai cho ngoại đi nó đi mãi. Không, nó không ngủ luôn đấy. Cái gì vậy? Tính thường cái gì? Nhà của chúng tôi không có mua mà chúng tôi đã ăn cắp trên mạng. Nó cái nó chưa về tới. Đến khi bị thông cảm. Chứ nếu mà không tiền thì chúng tôi sẽ mời thẳng một nhạc sĩ đấy. Nhạc sĩ đấy. Đấy. Vâng, anh xin giới thiệu nhạc sĩ Bụng To, bỏ cái điện thoại xuống.
Xin có hỏi với mọi người là tại vì hát theo cái beat nhạc ở trên mặt